Ngày 16 tháng 11, Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa tỉnh Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được tổ chức tại Vĩnh Long. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai địa phương có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, hội nghị lấy liên kết du lịch, thương mại làm điểm đột phá, mở đường cho các lĩnh vực quan trọng khác. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng phát triển kinh tế, xã hội của hai địa phương trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Vĩnh Long. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở ngành, hiệp hội, giữa thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 15 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 5.530 tỷ đồng.